Bạn là người yêu thích sử dụng long sword, bạn thích những pha rút kiếm mang đầy sức mạnh, giống như một samurai đích thực. Bạn muốn nhát chém của mình đánh gục được con quái vật. Bạn muốn một lối build theo hướng vui vẻ để thỉnh thoảng đề phòng nghịch. Đây chính là video dành cho bạn. Video ngày hôm nay, Cougar Village sẽ đem tới cho các bạn một phong cách build đồ theo kiểu rút kiếm làm choáng. Trước tiên, chúng ta hãy cùng xem những mảnh ghép gồm những gì. Về vũ khí, chúng ta sử dụng thanh long sword Sapphire Scepter Blade của Sapphire Ziva. Về augmentation, chúng ta chọn 2 điểm slot increase để lấy thêm một slot level 2. Cái này là sở thích của mình thôi, chứ nếu bạn muốn, bạn có thể lựa chọn một dòng khác tùy thích. Về trạng thái thức tỉnh của vũ khí, chúng ta chọn 4 dòng attack increase càng cao càng tốt và thêm một dòng Velkhana Divinity để biến thanh kiếm của chúng ta thành một mảnh của set đồ Velkhana. Về mũ, chúng ta chọn Rim God thêm Beta Blood cho 2 điểm Divine Blessing đồng thời sở hữu một slot level 4 và một slot level 2. Áo sẽ là Rim God Mel Beta Blood cho 2 điểm Quick Sheet, một slot level 4 và một slot level 1. Về tay, chúng ta chọn Barrier Vambreak Beta Blood cho 2 điểm Recovery Up và 1 điểm Constitution, đồng thời có thêm một slot level 4. Ở slot quần, chúng ta chọn Rim God Coil Beta Blood cho 1 điểm Flint Free và 1 slot level 4 cùng 1 slot level 1. Về chân, chúng ta chọn Barrier Grip Beta Blood cho 1 điểm Constitution và 1 điểm Quick Sheet. Về charm, chúng ta sử dụng Handicraft level 4. Khoan hãy nói về những skill chi tiết, bạn có thể quan sát thấy rằng chúng ta đang sở hữu 3 mảnh Rim God đến từ set đồ của Velkhana. Tính thêm cả thanh kiếm được thức tỉnh thêm một dòng Velkhana Divinity, như vậy là chúng ta đã có 4 mảnh của set đồ Velkhana. Và bạn hẳn đã nhận ra, với 4 mảnh, chúng ta sẽ kích hoạt skill bị động chính là Frostgrasp, một skill giúp tăng dam cho vũ khí trong một số đòn đánh tiếp theo. Để giải thích cụ thể hơn thì đơn giản là khi bạn cất kiếm vào trong vỏ, thanh năng lượng Frost Spirit sẽ được hồi đầy và nó có 3 level chạc. Và những đòn đánh tiếp theo sẽ được gia tăng sát thương. Bạn càng đánh level chạc càng giảm và sát thương cộng thêm sẽ giảm dần theo thời gian. Cụ thể, Frostgrasp chạc level 3 sẽ tăng thêm 30% cả sát thương vật lý lẫn elemental và giảm xuống còn 20% và 10% với level chạc tương ứng. Khi không còn chút năng lượng nào, bạn sẽ không được cộng thêm sát thương nữa. Để có thể kích hoạt lại, bạn sẽ cần cất vũ khí và chỉ trong trạng thái cất vũ khí, dòng Frostgrasp mới được hồi đầy. Và Longsword sở hữu một moveset cực kỳ thích hợp để liên tục hồi năng lượng cho skill này. Moveset đó mang tên là EI Stand. Bạn có thể thấy thanh năng lượng của chúng ta đang được hồi dần khi nhân vật cất kiếm vào vỏ. Đây chính là lý do Frostgrasp kết hợp cực kỳ tốt với Longsword và cực kỳ thích hợp với lối đánh rút kiếm nhanh của chúng ta. Đồng thời, chúng ta còn có thêm một skill cực kỳ tốt, đó chính là Critical Element, giúp gia tăng khoảng 30% sát thương nguyên tố thì phải, nếu mình nhớ không nhầm. Nhưng thanh kiếm chúng ta lựa chọn đó là một thanh kiếm Blast, đơn giản là vì mình không đủ nguyên liệu để thức tỉnh những thanh kiếm khác. Bạn hoàn toàn có thể thay thế thanh kiếm này bằng một thanh Elemental Dam mà bạn thích, và Critical Element sẽ bổ trợ thêm sát thương cho lượng dam nguyên tố từ thanh kiếm mà bạn chọn. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể nhận thấy chúng ta trang bị thêm 2 mảnh của set đồ Barrier. Skill bonus của set đồ này khi trang bị 2 mảnh sẽ cho chúng ta skill Punishing Draw. Đòn đánh ngay sau khi rút ra khỏi vỏ sẽ có thêm trạng thái làm choáng và đồng thời được tăng thêm một chút sát thương. Nếu nhớ không nhầm thì khoảng 10 dam gì đó. Skill này cực kỳ thích hợp khi kết hợp với thế đứng EI Stand của chúng ta. Mỗi đòn chém khi rút kiếm ra khỏi vỏ sẽ mang thêm dam choáng, giúp bạn làm choáng quái vật nếu bạn tấn công đủ số đòn cần thiết. Như vậy là chúng ta đã có cả hai skill bị động đều bổ trợ cực kỳ tốt cho những đòn rút kiếm nhanh của chúng ta. Với hai moveset cực kỳ nổi trội và tích hợp cực tốt hai skill này lần lượt là moveset đầu tiên, EI Slash chém nhanh 2 đòn và có sát thương trung bình. Nhưng khi bổ trợ thêm hai skill phía trên, sát thương sẽ được gia tăng đáng kể. Moveset chủ đạo mà chúng ta dồn cho lối build này chính là EI Spirit Slash, rút kiếm phản công chém phăng người đối phương. Một moveset cực kỳ mạnh nếu bạn biết cách sử dụng thật hợp lý. Nhát chém này không những sát thương cao khi kết hợp với Frostgrasp và Punishing Draw, đôi lúc còn có thể làm choáng quái vật. Đây chính là linh hồn và là moveset chủ đạo của lối build này. Hãy quay trở lại với set đồ của chúng ta. Chúng ta có 7 điểm Critical Eye giúp gia tăng tỷ lệ bạo kích. 4 điểm Handicraft giúp gia tăng thêm độ bền cho vũ khí vì như bạn thấy, chúng ta đạt trạng thái sharpness trắng và không có skill nào để giữ độ bền. Vậy nên 4 điểm này sẽ giúp cho dòng độ bền kéo dài hơn, đồng nghĩa với chém được nhiều nhát hơn trước khi phải mài kiếm. Recovery up 3 điểm. Skill này thì không quan trọng lắm vì như bạn đã thấy phía trên, mình không Augment Health Regen nên chúng ta sẽ không thể hồi máu qua những nhát chém được. Vậy nên skill này gần như chả có tác dụng quái gì cả. Critical Boost 3 điểm. Đây chính là lý do mình chọn Augment 2 điểm slot increase.
vì mình cần thêm một slot nữa để nhét đủ ngọc cho skill này. Về tác dụng thì nó sẽ tăng thêm sát thương vật lý khi chúng ta bạo kích lên 40% cộng thêm. Weakness Exploit 3 điểm. Đương nhiên là phải có skill này rồi, cái này thì không phải bàn. Evade Window 3 điểm, một skill gần như chắc chắn phải có nếu chơi long shot mà kể cả các vũ khí khác. Nếu có điều kiện cũng nên trang bị skill này. Tác dụng của nó đơn giản là cho bạn một khoảng thời gian bất tử khi né tránh. Bạn sẽ không nhận đam từ quái hoặc tránh được những cú giống đến từ quái. Quick Shift 3 điểm, skill này cực kỳ quan trọng với lối đánh rút kiếm nhanh của chúng ta. Bạn sẽ cất kiếm vào vỏ rất nhiều lần nên với thời gian cất kiếm nhanh hơn, chúng ta sẽ chém được nhanh hơn. Những skill còn lại không quan trọng lắm. Với set đồ này chúng ta sẽ có 1089 sát thương và 45% tỷ lệ bạo kích dành cho vũ khí. Nhưng đó chỉ là những con số hiển thị. Khi vào trận đấu bạn sẽ thấy rằng lượng bonus dam đến từ Frost Grab cao đến như thế nào. Set đồ này nói chung là gì? Bạn chỉ nên build như thế này để nghịch mà thôi. Về mặt sát thương thì không thể nào bằng những lối build all in dồn toàn bộ vào dam. Không có Master Tot đến nên sharpness sẽ giảm ầm ầm. Cái hại thì đã thấy nhưng cái lợi thì sao? Bạn sẽ có những pha phản công bằng EI Spirit Slap ngầu lòi. Một chém thành công có thể làm choáng con quái vật, hoặc ít nhất cũng sẽ làm nó thở hổn hển vì đau. Thôi chúng ta cũng không nói quá nhiều về những skill hay những thứ không liên quan nữa. Set đồ này sẽ đối mặt thế nào với quái vật? Hãy cùng xem phần thực chiến để biết thêm chi tiết nhé. Xin lưu rằng mình đánh khá gà nên đôi khi sẽ có những động tác khá thừa, múa may chẳng có mục đích nên mong các bạn bỏ qua. Đây không phải là một video speedrun, chỉ là một video thực chiến ví dụ mà thôi. Mong rằng các bạn sẽ cảm thấy vui vẻ.
Và đó chính là lối build rút kiếm nhanh của chúng ta. Nếu bạn có gì thắc mắc hãy để lại comment để bọn mình tiện giải đáp nhé. Và nếu bạn mới đến với Cougar Village lần đầu, đừng quên ấn subscribe để ủng hộ bọn mình và hóng những video tiếp theo nhé. Bye!